diamonds on my body, rich. Smelling like Versace, rich. Jersey and Beyonce, rich. I'm rich, I'm rich. Hello người nha, hello. Hello, 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 hello. LW Milan em đã Larut Icon hay Ronaldinho anh? Anh Larut thì anh thấy không, đánh giá không cao trong game này lắm. EO3 thì anh đã thử rồi cũng được tạm đổi, nhưng mà EO4 thì anh không đánh giá cao lắm. Đấy rồi, vào game phát hiện cái con cụ 8 mình đập cho Phong luôn này, xịn thực sự. Đấy, khoe với anh em con cục 8 tôi đập cho Phong nhá. Nè. Úi trời ơi. Úi trời ơi là trời ơi. Đẹp trai vãi lòn. Mưa vẫn lổn nữa ở Hà Nội đâu. Có mưa không nhỉ? Nhưng ở trong phòng mình không biết, đóng kín cửa. Quay 50 lần. Mở bài gì nó có lời tí nhỉ? Đây rồi. Ô dìu anh ơi, đây nick của Phong nha em. Phong bảo đập gì thì đập cái đấy. Đấy, bảo đập Hummer. Ba trăm củ sao đập á, làm béo ai bán cộng 5 ở bố. Tìm hộ ông Hummel cộng 5 nhá, xem ai bán không nhá. Hummel cộng 5 nhá, đấy, mua hộ cái. Xem có ai bán không. No. Cơ bản là không ai bán đấy chứ. Anh đập với Kevin có giá 300 củ á. Ui kẹo đi. Đừng quan tâm. Nếu mà mình quan tâm mình sẽ bị tiếc em ạ. Mình thấy có lỗi. Bạn lấy tiền bạn có chắc là nó sẽ lãi hơn không? Bởi vì tôi thấy bạn này còn không, Phong nó không có ép VIP. Alo vãi lờn. Hey. Wow. Đấy, đập xịt nhiều rồi phải lên chứ. Cộng 5 có 800 triệu ạ, 900 triệu ạ mà đéo ai bán, tay vãi lồn. Giá ảo vãi lồn. Phôi mẹ nó hơn tỷ rồi. Ác ai thế? Ác bạn Phong bạn ơi.
Ác mà cầu thủ đầu tiên mình đập lên cộng 8. Anh Quang Ngọc Trinh, biệt danh Mojica, đến từ Hà Nam. Sự nghiệp câu lạc bộ chả có cái đéo gì cả, đéo hiểu sao. Anh ấy từng thi đấu ở câu lạc bộ bóng đá Hà Nam. From Hà Nam Good Love. Ok, vào nick bạn Linh LD phát. Đập Petit cộng 5 lại nào, hôm nay phải lên nhé. Chứ không còn nơi đây, ấy ấy. Em âm thầm bên bóng. Beckham LH đã rớt đi được mọi người, anh chưa đá Beckham LH rồi. Đá Beckham hot rồi. Hồi xưa anh đá EU3 anh toàn cho Beckham ra cánh, anh đá tạm ấy, nếu mà thiếu cầu thủ ấy. Nên không như giấc mơ. Sao hả Linh? Đập con nào? Bây giờ đập con nào? Đập con này thì... thì sẽ không đủ phôi đập con Nangolan đâu. Chim mập ơi. Thẻ măn lắm cơ. Yo! Chơi! Đến rồi lại đi. Tập xịt con Petit này 3-4 lần rồi. 3-4 lần rồi anh em. Không tin là sẽ xịt nữa. Sẽ không còn nơi ấy. Con Petit này khó tính lắm. Nó không hợp vậy với tôi phải. Chắc thằng này sinh năm con gì ấy. Tôi con hổ, chắc nó sinh năm con mèo ấy sao ấy. Chip ơi, có lên không Chip? I know, somewhere deep down in my heart. Năm lần xịt rồi. Nói thật Linh ạ, ông bán con mẹ con này đi chơi làm buổi con này, ghét thực sự luôn á. Bực. Nghe nó cú. Tập tất cả cộng 6 lên 7. Trừ Donald Zuma. Để đọc kỹ lại. Cộng 7 trừ Donald Zuma, nếu cần thì anh đập xịt con Zuma xịt. Để mồi cũng được ạ. Là sao? Không nhiều lắm. Cái phút giấy. Phôi đéo đâu ra mà đập. Trời ơi. Mở thẻ. Cho một cái thằng 85 cộng là đẹp rồi. Dích chắc Ly Sơn. Nếu mà lên 7 em muốn lên 8 không? Nếu mà lên 7 ấy. Chỉ là bình vôi thôi, à chỉ là vật thế thân thôi, bây giờ tôi sẽ đập con xịn hơn. Đéo tin Damian thằng này. Ít mẹ đéo ai bán này. Đi mua thẻ thôi. Warriors around, don't get caught in the mosh pit. The fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Địt nhẹ lòng. Giờ đập thẻ không nên đập là lúc 4 giờ đến 5 giờ anh em. 5 giờ 6 giờ chắc là được đấy. Lồn. Thôi. Ngày hôm nay không phải ngày tốt lành. Cả Ninh mình thôi. Đâu thừa cái gì? Không thúi. Tay thơm. Thơm.
Thơm không chip? Thơm không con? Thơm đúng không? Nó gật đầu này. Thôi cái gì? Vớ vẩn. Em bật điều hòa em nóng quá. Buồn của bông. Điểm Fabinho cộng 8 á. Không, chúng ta đi được rồi. Con này mình tự đập lên, mình không bỏ đâu. Nhưng con Henderson này mình cũng tự đập lên này. Nếu con mình tự đập lên, mình không bao giờ bỏ. Con Salah mình cũng tự đập này. Gera mình bỏ được, mình không tự đập. Nhưng mà chắc chắn nó không bỏ Mane rồi. Mua lại G8 đi con á, có đủ lương. G8 đi con 25 lương cơ mà. Đủ thì anh cũng mẹ mua rồi đấy. 25 lương, lại thiếu một lương. Bực nhờ. Mẹ tự nhiên tăng lương mấy con hậu vệ cánh lên, bực thật. Tăng cả lương Mignolet lên nữa. Chán. Nghĩ nó chán. Cách nào để mình thay Vanda 20 tỏ ti cộng 5 vào đây không nhỉ? G8 LH á, G8 LH 20 lương nhỉ, cũng đúng. Có, cũng hợp lý đấy. Hay là dùng G8 LH nhỉ. Hạ được một lương. Cái này nhiều chỉ số ẩn, nó vô lý vậy. Mẹ rõ ràng lương nó thấp hơn, chỉ số nó thấp hơn nhưng mà xét về tổng thể chỉ số lại hơn cơ. Cũng như là nó hạ những cái chỉ số không cần thiết đi để búp cái chỉ số cần thiết lên ấy. Nên là chỉ số nó mới được cao như này chứ. Dây bóng sút 100 này. Ra LH bây giờ cộng 5 bao nhiêu tiền? 8 tỷ. Tắt. Được thôi. Nếu các bạn muốn. Mẹ lại trở lại với câu chuyện Zera LH lên 5. Tôi đã có dành riêng một cái video để mẹ đập xịt cái con này rồi. Mấy ông khều tôi gì, mấy ông cứ lấy content này, content nọ chứ gì. Xong lúc up video mấy ông có xem đâu, có like, subscribe đâu. Mấy ông muốn xem tôi đập thì mấy ông nói gì chặn được. Mất 7 tỷ mua một con linh 1.3 phí rồi, cũng hơi phí. Tôi tự đập vậy. Mà tôi đập xịt 2 lần rồi. Cái tiền tôi đập xịt đi mua được con này rồi. Ngày 13 ngày lẻ dễ lên lắm. Lấy con luôn gì? Đi thương mẹ. Đập mùi mẹ khều rồi mẹ mày đập lên kìa. Đập mùi luôn. Anh xịt 2 lần con này lên 4 lên 5 rồi ấy. Đó, tiền đập là bằng tiền mua giá cao rồi ấy. Và vẫn mong em về đây. Đượm mùi à? Đượm mùi, anh kiểu đậm mùi. Đượm mùi, đượm mùi. 98. Anh ấy dùng Mane 19 UCL hay Mane Totti á? Totti em ơi. Totti nó một sự khác biệt đấy. Khác bọt đấy. Totti. Totti te. Totti te te te. Ban đỏ ban tiêu. Mày trùng chế cho chiều sau ngàn một mùi mời cô bé ghé mua giùm em bánh này ngon lắm em lấy ở cầu ông lạnh sao bão rồi anh Trung ngoài trời chắc là ngoài trời lắm âm mưu lắm cô bé thương tình. Con gì kêu đấy, con vợ anh em. Bánh về cho con cháu mình động vật, ăn. Những loài vật động vật quý hiếm, trong đó có con vợ. Bác nhạc đi em hát cho. Không. Bác sĩ em hát cho nghe. Không. Bánh bò bánh tiêu,
mày ban anh piu piu á, anh piu 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 á. Chung chế cho chiều. Sao ngàn một nồi mời cô bác đừng mua. Cô đi tắm đi, anh sắp là cầu thủ rồi em ơi, đi tắm đi. Em mới tắm xong. Xong. Bánh này thiêu lắm. Cô bác ăn và rồi uống thuốc sổ lại. Cô bác đừng mua. Để con này đem bánh về cho dòng họ mày ăn đi cậu. Các bạn bảo em hát như lồn này. Buồn. Buồn. Ban 300 giây nha. Ban 300 giây đi. Do me a favor please. Get out of here. Get out of here man. Shit I'm saying. Một thằng 99 nữa mới đủ à? Nghe giọng biết ngay người nam, rõ ràng. Không phải vì anh là một thằng giang hồ. Không phải vì anh là một thằng giang hồ. Mà vì anh đã lừa dối. Mà vì anh ngu. Mẹ, biết thế, có giữ lại phôi, bán hết thạch phôi đi rồi. Con gái sợ nhất là điều gì không? Sợ gì? Sợ bị trịch chứ gì? Sợ nhất là mình bị lừa dối. Sự thật cứ nhức nhức phải tin vào nó. Đúng vậy. Nhức nhức phải tin vào nó. Tin vào một người. Tin vào một người. Ai gõ cửa đấy? Mọi người đã luôn với một nãy sợ phía sau lưng nó. Còn đập nó xịt thì tay cú vãi lồn ấy. Mồi á? Không, mồi gì? Nick tôi mà tôi thích làm gì làm nữa. Mồi mủng cái gì tâm này? Điên à? Xịt thì xịt. Xịt thì khỏi dùng, đây là lần 3 rồi. Đây là lần thứ 3 tôi đập nó lên 5 rồi. Nếu mà nó xịt nữa thì tôi chịu. Xịt thì thôi khỏi dùng nữa, đéo dùng Vanda 20 tỷ nữa, được chưa? Được chưa? Xịt thì khỏi dùng. Đi rồi cứ bắt đập dụ dễ dụ quá đi mà. Đập xịt phát nữa thề với Chúa, thề có Chúa quá tam ba bận đéo bao giờ đập, mẹ đéo dùng Zera LH nữa, không bao giờ luôn, thề. Mua luôn là được rồi, nếu không lừa tôi. Bây đập xịt phát nữa là tôi tốn hai lần tiền mua con Zera đấy rồi đấy. Là tôi có thể mua luôn rồi. Đập đến 99 đi chăn nổi, tôi không thích bạn. Tôi thích đập như này được không? Được không bạn? Có được không? Nice. Mày khác mới được. Làm chút mồ hôi rơi tí cho nó. Ào ào. Hả anh em? Tôi khô máu luôn nhá. Xịt phát nữa là coi như mẹ lỗ đấy. À bây giờ thực ra đập lên là lỗ rồi. Bởi vì mua thực ra nó có 6 tỷ thôi. Lấy mani đập mua như bò. Ui, nhà tao giàu được không? Alo. Nhà người ta đi mẹ có mani cộng 5 rồi, người ta mẹ đéo thích dùng mani cộng 3 được không? Được chưa? Được không? Thàn thiệt. Không có mani lên vào tổ à? I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace Gucci. I'm rich.
được không? Nào, sao? Như nào? Đừng dạy nhà giàu cách tiêu tiền, được chưa? Mẹ cứ phải dọa là không bao giờ chơi GLH nữa cơ. Đập 4 lần nó mới lên anh em ạ. Vậy thì chúng ta có một sự lựa chọn khác đến từ hàng tiền vệ. Thế nào rồi? Đổi con này ra xong bán con Zira Hot đi nhở anh em nhở? Có ai mua không? Bán 3 tỷ 9 này.